liền, ra liền. Ủa, chị tới rồi hả? Hello em. Trời nắng quá chị. Nắng muốn chết luôn á. Cho chị xin miếng nước nha. Ây da, ơi, 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 chết chết à. Ơi, chết rồi, để lấy đồ nè. Ơi, chết rồi. Ơi, 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 chết. Chà. Ủa, làm gì mà nước đổ tung lum vậy ta? Mới đổ cà phê. Ủa, đâu chiếc giày nữa rồi ta? Ủa, chiếc giày này là của anh hả? Sao cô giữ đó vậy? Bộ cô khoái ngửi mùi giày của tôi hả? Không có. Tại nãy làm lỡ làm đổ cà phê lên. Cái gì? Sao phụ nữ con gái gì không ý tứ hết trơn? Xin lỗi nha. Thầy để em lau cho chị. Thôi để chị lau cho. Đây chú, con lau cho chú. Rồi để chú lau cho. Chị, em lau cho chị lên dậy đi, trễ rồi hả? Thôi thôi để chị lau cho. Không sao đâu, chị làm mà chị phải có trách nhiệm. Vậy thôi, em vô làm việc nha. Thưa chú, em vô làm việc. Ừ. Hôm nay cô làm sao vậy? Cô bị gì hả? Bị gì? Thì thường ngày á, cô đổ rác, bắt người ta hốt không à. Hôm nay làm gì có trách nhiệm gì vậy? Anh nói gì là sao? Nè, anh đừng có suy bụng tao ra bụng người nha. Tôi là bình thường á, tôi là biệt danh của tôi là My, có trách nhiệm á. Quá ra cô không phải là người chịu trách nhiệm ha. Nè cô đi đây. Vô trách nhiệm cái gì? Tôi làm tôi chịu. Tôi là My có trách nhiệm đó nghe chưa? Nhưng mà cô My có trách nhiệm thôi. Giày của tôi á không phải lau xong là mang được đâu nha. Bây giờ cô tính sao cô My trách nhiệm? Cô ơi, chừng nào xong vậy? Trễ giờ để làm của tôi rồi nè. Sắp xong rồi, ráng đợi tôi một xíu đi. Rồi à, xong rồi nè. Mang ra đi. Wow, nhìn bóng láng ha. Cô đúng là có khiếu thiệt á. Tôi khuyên cô nên đổi nghề đi. Anh ấy móc tôi á hả? Kìa, nhìn chiếc giày anh đi, anh tin tôi là người có trách nhiệm chưa? Tôi nói được là tôi làm được đó nha. Nhưng mà cô ơi, nhìn kỹ nè nha. Bóng loáng, sần sùi, dơ quá. Cô lỡ có trách nhiệm rồi, đánh dùng đôi này luôn đi. Đi! Anh giỡn mặt với tôi á hả? Tôi giỡn thôi. Tôi được có trách nhiệm lắm á nha. Mà cô nè. Gì? Mặt cô bị dơ á. Dơ cái gì? Hết chưa? Ừ, hết rồi. Ừ, nè tôi là người có trách nhiệm lắm á nha. Đúng rồi, cô là người có trách nhiệm. Cảm ơn nha, cô My trách nhiệm. Cô dạy gì mà kỳ vậy? Trễ 20 phút rồi đó. Học cũng vậy thì học được bao nhiêu? Nhưng mà thật ra hôm nay cô không có đi trễ đâu. Ủa, cô thích biệt danh bà điên lắm hả? À mà cũng phải, cô rất hợp với biệt danh đó mà. Cái gì? Em đang khiêu chiến với cô hả? Chứ bộ đây là cái kiểu trang điểm mới hả? Sao anh nghĩ đó là một biến chứng? Tôi đề nghị anh phải kiểm tra lại thật chính xác. Có gì báo tôi nha. Ủa? Xin chào. Vậy nha, tôi đề nghị anh phải kiểm tra lại. Đồ chứ chảnh chẹ, làm như có xe hơi là hay lắm hả? Tôi nói rồi mà. Đợi tôi chút, đợi tôi chút. Chuyện gì vậy? Không biết nữa, sao mới đụng nhẹ mà sao cái xe nó kêu dữ vậy? Cô đụng bằng cái gì? Bằng chân. Bằng chân? Cô nói gì? Cô đụng bằng chân mà xe tôi móp vậy luôn hả?
Ủa sao nó bóp dữ vậy? Sao nó bóp dữ vậy nữa hả? Tôi mới đụng nhẹ thôi hả? Đụng nhẹ hả? Tôi không cần biết cô đụng bằng cái gì mà cô làm xe tôi bóp như vậy. Cô phải chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi. Từ đây về sau tôi không dám gì nữa. Xin lỗi là xong vậy đó hả? Cô phải chịu trách nhiệm với nó. Nếu như cô không chịu trách nhiệm, làm việc với chính quyền đi. Tôi nói vậy thôi, nhưng mà tôi là người có trách nhiệm lắm. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói được thì phải làm được. Tôi nghe này bà. Mỹ hả, sao giờ này chưa về nữa? Tôi đang kẹt coi, vụ gì vậy? Anh Julien mới lãnh lương á, nên là mời tụi mình đi ăn. Mình mau về về nha. Vậy hả? Mà giờ kẹt coi về không được. Thôi mấy mọi người đi ăn đi. Mà nhớ nè, là đem đồ ăn về cho tôi nha. Rồi rồi, ok, biết rồi, ok. Anh Quốc ơi, Julien ơi, nhanh lên. Sao mà xui dữ vậy nè? Đi ra cô, đi ra. Cô làm gì vậy? Thì sửa cái lỗ hổng xe anh nè. Cái gì? Cô sửa bằng cái này hả? Sao cô nói cô chịu trách nhiệm mà? Bây giờ cô sửa bằng cái này cái hút bồn cầu mà. Thì bồn cầu thụt được thì cái này cũng thụt được thôi. Chứ giờ tôi hết cách rồi. Wow, cô hay thiệt á nha. Sau này á, cô làm thợ dưới xe được á, chỉ cần cây thụt bồn cầu này ấn vô chỗ lõm thành chỗ lòi luôn nè, láng mịn ha. Gì, đâu phải chỗ này đâu. Được rồi, cảm ơn cô. Mi đúng là người có trách nhiệm. Mi trách nhiệm. Không phải, không, chỗ đâu phải chỗ sau này. Sau này có gì tôi đi mời cô ăn sau nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Nhưng mà chỗ lõm đâu phải đây đâu. Vậy là quá đẹp lắm rồi, không che đâu được nè, láng con nè, thấy chưa. Có gì tôi mời cô ăn sau nha, bây giờ tôi phải đi rồi nha. Ủa nhưng nè, tôi đã nói không phải chỗ này rồi đó nha. Em muốn có chuyện gì là anh chịu trách nhiệm, tôi không có biết gì đâu đó nha. Tôi cảnh cáo trước rồi đó. Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi. Alo, Mai hả? Tôi đi được rồi nha. Ừ, nhắn tin tôi địa chỉ nha bà. Ok, ok, bye bye. Thả người. Mi ơi, được thì mai mốt được có uống nữa nha. Gì Mi ơi là Mi. Tại anh chứ ai nữa. Biết tự lượng nó rồi mà hả, cứ cạn ly với nó hoài à. Tại Mi ở đời uống với bộ cho anh có ép đâu. Nè nè, tại cái gì? Tại ông đâu quốc chứ tại ai. Mi này, ở đây quốc cần câu rồi, tầng 2, tầng 3. Đi về nha. Nhậu lên lầy vậy mốt được cái nhậu nữa. Xong cho tôi đi tầng 2 à. Khi vậy tôi không có tiền cái gì. Mà đúng rồi, hết tiền đi tăng 2 rồi. Ủa? Miễn sao anh được tăng 1. Chị anh Sĩ, chị anh Hải. Cái gì? Tôi là Sĩ, đây là Hải. Tôi là Hải. Chị anh Hải, chị anh Sĩ. Cô làm gì uống say dữ vậy? Thôi tụi tôi về, mọi người đưa quay về cẩn thận nha. Bye bye. Bye. Nhưng mà có tên đi tăng 2. Nhiều đau quá. Hôm qua nhưng mà có tên đi tăng 2. Anh làm cái gì mà vừa lái xe máy vừa nghe điện thoại vậy? Có sao không? Em xin lỗi em. Cẩn thận lần sau nha. Trời, con Mi nó xỉu luôn rồi nè. Hả? Ơi, Mi. Mi. Chết rồi. Quốc ơi. Mai ơi. Quốc ơi. Tiêu rồi. Giờ sao đây? Tỉnh rồi hả? Hôm qua anh Sĩ, anh sao rồi? Hả? Còn nhớ hả? Tại bồ người ta đi cấp cứu đó. Cấp cứu luôn hả? Ừ.
Em á, em hư lắm á nha. Vì em mà người ta phải nhập viện mà anh nghe nói là cái chỗ đó bị thương nặng lắm á. Trời ơi, ai biểu ông bay ra để bị thương chỗ đó vậy? Ông phải biết bảo vệ nó chứ. Tôi nói nha, cái chỗ bị thương chỉ cần nhích chút xíu nữa thôi á, coi như đời trai của ông đi luôn á. Thì cũng may nhờ cái này đỡ nè, mà bể tan nát hết trơn rồi, không biết có thay được không ta. Đâu, để tôi coi. Đó. Đúng là tan nát hết rồi. Đành chịu biết sao giờ. Tôi chia buồn của ông nha. Tôi xài chưa được bao lâu hết trơn á, mà bây giờ bể tan nát như vậy. Ai biểu làm anh hùng làm gì. Ok, tôi tới liền. Ông nằm nghỉ đi nha. Ủa, cô tới đây làm chi vậy? Tôi xin lỗi anh nha, tôi không có cố ý nghe lén chuyện của anh đâu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện là lỗi tại tôi, cũng tại tôi mà đời trai của anh tan nát hết rồi. Đời trai? Tôi xin lỗi. Đời trai tan nát hết rồi. Xin lỗi anh. Dù là vậy nhưng mà cũng do tôi hết. Anh vì cứu tôi mà anh mới bị vậy. Chắc có lẽ có thể đây là định mệnh của tôi. Định mệnh hả? Về hoài tôi không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu, cô cứ về đi, tôi đã quen với sự cô đơn rồi. Anh đừng bỏ cuộc, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng có bỏ cuộc, cố gắng lên nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chết rồi, sao tự nhiên tôi nói giọng máy vậy trời? Anh thấy trong người sao? Thấy trong người yếu lắm. Tôi kêu bác sĩ nha, tôi đi kêu bác sĩ không cần, nha. Không cần, không cần. Cô cứ đứng đây, trong giờ phút hoảng loạn này, cô có thể giúp tôi một chuyện còn được không? Giúp cái gì tôi không giúp anh hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giúp cái gì tôi không giúp anh hết trơn. Anh nói cái gì cũng được, tại tôi anh mới ra nông nỗi. Anh muốn gì? Hả sĩ, anh nói đi. Tôi muốn cô chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi đó nha. Chịu trách nhiệm hả? Đúng rồi, cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Cô có chịu trách nhiệm không? Cô đồng ý chịu trách nhiệm rồi đó nha. Nếu như cô chịu trách nhiệm mà cô khóc như vậy, tôi cũng đâu có thấy vui. Chịu trách nhiệm em? Chịu trách nhiệm. Tội nghiệp ảnh thiệt luôn á. Anh không tưởng tượng được nếu anh bị vậy sao luôn. Vậy là cái đó thiệt tình là không có cách nào cứu chữa được không? Không chữa được. Thương cảm cho số phận của người đàn ông. Không lẽ bây giờ đến cuối đời anh sống như một thái giám sao em? Hiện tại là như vậy thôi. Nhưng mà sau này nếu như mà khoa học phát triển á, có bác sĩ giỏi á, bác sĩ giỏi sẽ vượt lên được cho ảnh, nên ảnh hết bệnh. Vì sao lúc nãy bồ nói là không có cách nào? Ủa? Cô tới... Ủa? Nửa đêm cô tới đây làm gì vậy? Tôi tới đây chịu trách nhiệm. Hả? Tôi sẽ được
tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh yên tâm nha. Tôi biết rồi, tôi ghi nhận tấm lòng của cô là được rồi. Cô không cần phải làm vậy đâu. Không, tôi chịu trách nhiệm. Thôi. Hello. Dạ đây là điện thoại của anh sĩ. Anh sĩ không có ở đây. Giờ bác sĩ đang ở đâu vậy? Có chuyện gấp lắm, cô mau chuyển máy ảnh đi, nhanh lên. Không biết anh sĩ đang ở đâu nữa. Bệnh nhân đang cấp cứu đó, nhanh lên. Vậy hả? Dạ, tôi biết rồi. Nè, bộ cổ tưởng bị vậy thiệt luôn hả? Mà cũng quá đáng lắm luôn. Nó biết người ta hiểu lầm, phải giải thích rõ ràng chứ. Tại cổ khờ quá chứ bộ, người ta chịu khó để ý chứ biết rồi. Mà đúng là mắc cười thiệt luôn á. Nhưng mà cậu biết ông bị vậy rồi mà còn chịu đòi chịu trách nhiệm nữa hả? Thì đó, đúng là cô này hiếm có lắm luôn đó nha. Không biết tại sao cổ vậy luôn á. Đỗ tiến sĩ, vô liêm sĩ. Mi à, tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Tôi biết lần này tôi giỡn hơi quá đáng. Giỡn quá đáng hả? Từ trước giờ tôi có bao giờ tôi làm gì tổn hại đến anh không? Anh làm gì anh giỡn kiểu đó? Anh có biết là tôi sợ tôi hết hồn tưởng anh bị thiệt không? Anh nghĩ sao vậy? Hay là anh nghĩ tôi là cái đồ hả dở hơi, cái đồ ngu ngốc lắm đúng không? Cho nên anh nói gì cũng tin anh mới giỡn tôi vậy chứ gì? Không có, tôi không nghĩ cô vậy đâu. Không nghĩ vậy mà anh giỡn vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi chứ. Nào, nghe tôi nói nè. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại vì chắc là tôi thấy cô hơi lạ, cho nên tôi mới giỡn như vậy. Chứ thật tình thì tôi không cố ý làm tổn thương cô đâu. Không cố ý làm tổn thương tôi hả? Với lại tôi xin lỗi, lần này tôi biết tôi giỡn hơi quá đáng rồi. Bây giờ anh biết anh giỡn hơi quá đáng rồi chứ gì, đúng không? Tại thấy tôi là lạ đúng không? Kiểu như mà tôi kiểu sinh vật lạ anh mới giỡn vậy chứ gì, đúng không hả? Mày lần này làm thiệt rồi. Mày